Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019 thì chúng ta cùng bàn đến vấn đề nâng thuế dầu Bắc Kinh đánh Mỹ, khảo sát mỏ Trung Quốc dò biển Việt Nam. Và quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến liên tục hình ảnh những chiếc tàu Hải Dương 8 và những cái loạt tàu hộ tống của Trung Quốc đã hung dữ lao vào vùng biển Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đang khai thác và thăm dò dầu khí. Và ở đó họ đã liên tục trong 2 tháng qua quần đảo trong vùng chủ quyền của Việt Nam để thăm dò cái thềm lục địa cũng như đo đạc bản đồ địa chất để chuẩn bị cho một cái đợt khai thác mới của tàu Trung Quốc trong thời gian tới. Và ngay ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã tuyên bố trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc rằng là cuộc chiến này nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và thêm một lần nữa thúc giục các công ty Mỹ tìm các nhà cung ứng thay thế ngoài Trung Quốc. Thì đương nhiên với hình ảnh đó thì các bạn có thể xem thêm ở những cái thông tin của trên báo quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, BBC hoặc là FA, FI hoặc Thời báo DE cũng như một số trang báo khác ở nước ngoài thì sẽ biết chi tiết hơn. Và trong cái cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thời gian vừa qua thì dường như hai ông đã tìm mọi cách để có những cái thỏa thuận, nhưng cho đến nay thì càng ngày cái cuộc chiến thương mại của giữa Mỹ và Trung Quốc càng mạnh mẽ, càng thảm khốc hơn. Và cái việc đó ảnh hưởng đương nhiên đến cả Việt Nam, vì Việt Nam là một trong những nước gia công rất nhiều để xuất hàng sang Mỹ và gia công rất nhiều cho những cái hãng sản xuất ở bên Trung Quốc, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều và cho cái xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Và đương nhiên cuộc chiến thương mại này cũng lại là đưa cho Việt Nam đến một cái điều kiện mới, một cái thuận lợi mới, đó là rất nhiều những cái công ty từ Mỹ, công ty Mỹ và công ty của Trung Quốc và rất nhiều nước khác đang sản xuất ở Trung Quốc sẽ tìm cách đưa nhà máy sang những nước xung quanh mà trong đó có Việt Nam để sản xuất và xuất khẩu sang Mỹ, vì tránh được cái khoản thuế rất lớn mà Mỹ đã tung ra trong thời gian vừa qua đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Và chính thức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, Mỹ bắt đầu đánh 15% thuế đối với hơn 125 tỷ giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới đây. Và điều đó sẽ đưa đến cái việc là hàng Trung Quốc sẽ đưa vào Mỹ với bị đưa vào Mỹ với giá rất cao, cao hơn rất nhiều với mặt hàng có thể của một số nước khác. Và các mặt hàng Trung Quốc chịu thuế từ Mỹ thì bao gồm có điện thoại thông minh, tai nghe Bluetooth và nhiều mặt hàng giày dép khác. Thì các bạn đã biết với hãng iPhone nằm ở Mỹ sản xuất rất nhiều điện thoại thông minh, và khi mà bị đánh thuế mức cao như thế này thì những cái mặt hàng đó nhập vào Mỹ sẽ bị bán ra, phải bắt ra với giá cao hơn. Và đương nhiên là những cái nhà sản xuất như hãng Foxconn của sản xuất tại Trung Quốc rất lớn, thì họ bắt buộc phải suy nghĩ và chuẩn bị tìm mọi cách để chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang những nước xung quanh. Và như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc làm của hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì để làm việc cho một nhà máy, một cái dây chuyền đó thì không phải chỉ những công nhân mà sản xuất sản phẩm trực tiếp đối với những máy sản xuất điện thoại iPhone hoặc là những sản phẩm khác, mà ngay cả những công ty dịch vụ hoặc là những công ty sản xuất những thiết bị khác để công ty Foxconn lắp ráp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng về không có việc làm nữa khi mà những công ty lớn lắp ráp lớn chuyển khỏi Trung Quốc. Và tất nhiên Trung Quốc cũng lập tức là ngày hôm nay cũng tuyên bố trả đũa bằng việc áp đặt thêm thuế từ 5-10% đối với một số mặt hàng hóa của Mỹ trong danh sách các sản phẩm tổng trị giá là 75 tỷ US đô la. Thì đây là cái thông tin mà bên phía Trung Quốc đã đưa ra cái thời gian qua và bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 9. Đương nhiên thì như vậy những cái sản phẩm này của Mỹ khi đưa vào Trung Quốc thì chắc chắn phải chịu thêm mức thuế cao và nó sẽ khó tiêu thụ hơn và cạnh tranh sẽ khó hơn đối với một số mặt hàng tương tự như vậy nếu nhập ở những nước khác. Và bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng lập tức là đâm đơn kiện Mỹ lên tòa án của tòa lên WTO, tức là Tổ chức Thương mại Quốc tế, mà các bạn có thể theo dõi ở trong một số báo trong nước cũng như quốc tế đưa tin là Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO, và Trung Quốc đệ đơn lên WTO về việc Mỹ áp thuế 300 tỷ US đô la hàng nhập khẩu nước này theo Bộ Thương mại của Trung Quốc ngày hôm nay là mùng 1 tháng 9 đã đưa ra. Trung Quốc cương quyết bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình, bảo vệ vững chắc hệ thống thương mại đa phương và trật tự thương mại quốc tế phù hợp với các quy định liên quan của Tổ chức Thương mại Thế giới, viết tắt là WTO. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay đã đưa ra tuyên bố như vậy, đó là ông Cao Phong đưa tin. Và các bạn có thể tham khảo một số thông tin trên báo chí, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link này sau khi chúng tôi phát cái video này để các bạn có thể tự tìm hiểu thêm những thông tin cụ thể hơn.
Đặc biệt lần này thì trong cái danh sách mà Trung Quốc đánh thuế hàng Mỹ thì lại có một sản phẩm rất đặc thù, đó là dầu thô được nhập từ Mỹ. Và cái điều đó thì một cái điều chưa từng thấy từ trước đến nay, khi mà Trung Quốc phải đánh đúng vào cái mặt hàng chiến lược rất nhạy cảm này. Khi như vậy là những cái hãng sản xuất dầu mỏ tại lọc dầu tại Trung Quốc hoặc là sử dụng cái dầu thô này thì sẽ phải chịu giá thành rất cao, và đương nhiên là năng lượng, cái giá năng lượng sản xuất ra sẽ cao, và những cái sản phẩm kèm theo cũng chắc chắn sẽ bị đẩy giá lên cao khi mà Trung Quốc lại đánh vào cái sản phẩm dầu thô khi họ đang phải mua của Mỹ. Và trong thời gian qua thì Trung Quốc đã tăng mức tiêu thụ đáng kể rất lớn cái dầu thô lên tới một cái con số kỷ lục, đó là 13 triệu thùng dầu trên một ngày. Và đương nhiên với cái con số khổng lồ dầu mỏ tiêu thụ như vậy thì cái áp lực nhập khẩu của Trung Quốc đối với mặt hàng chiến lược này sẽ rất là lớn. Và hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở ngay trên trang báo của trong nước Việt Nam đã ghi rất rõ là tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc đạt kỷ lục 12,68 triệu thùng một ngày. Và trong tờ báo này còn ghi rõ là riêng trong quý 3 năm 2019 vượt ngưỡng 13 triệu thùng một ngày. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt, bởi vì là với cái sản lượng của Trung Quốc sản xuất dầu, lọc dầu thì cần rất nhiều dầu thô và để duy trì những cái nhà máy đó. Và khi mà Trung Quốc họ lại đánh thuế vào dầu thô từ Mỹ thì cái nguyên liệu này đầu vào sẽ tăng. Và đương nhiên thì với việc đó thì khi tăng thuế sang như vậy thì cái sản phẩm nhập từ Mỹ thiếu hụt đi, hoặc là người ta sẽ quay sang, Trung Quốc sẽ quay sang phải nhập thêm từ Nga và các nước khác để bổ sung vào cái thiếu hụt này. Nhưng gần đây nếu các bạn quan sát thêm thì sẽ thấy giữa Iran là một con đường chở dầu qua đó và xuất khẩu dầu mỏ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn với Mỹ, và ngay cả Nga hiện nay cũng đang bị các nước cấm vận về việc xuất khẩu dầu mỏ, cho nên là hiện nay Nga đang bán chủ yếu dầu mỏ cho Trung Quốc, và điều đó làm cho Trung Quốc càng phụ thuộc nhiều hơn vào Nga và Iran và một số nước độc tài khác trong cái thời gian tới. Đương nhiên về lâu về dài, tức là về chiến lược dài hơi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như của Trung Quốc thì sẽ dùng lực lượng hải quân với trên 300 chiếc tàu hải cảnh của mình là lực lượng lớn nhất thế giới bảo vệ cái đường chín đoạn và tìm mọi cách để khai thác dầu mỏ trên Biển Đông để bù đắp cái thiếu hụt này, cũng như họ tìm cách để tránh phụ thuộc nhập khẩu dầu mỏ từ Mỹ. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy đội tàu rất là hung dữ và hùng hậu của Trung Quốc, là tàu hải cảnh của Trung Quốc với những chiếc tàu nặng tới 20.000 tấn thì nó không khác gì một tàu chiến lớn, và nó có thể đâm húc chìm tất cả những cái tàu cảnh sát biển hoặc là những cái tàu kiểm ngư của Việt Nam một cách rất nhanh chóng. Và chính vì vậy chúng ta thấy vừa qua Việt Nam đã không hiệu quả và không thể đuổi nữa nổi những cái chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng với tàu hải cảnh của Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam, bởi vì họ quá hung bạo khi họ dùng những chiếc tàu như thế này để chuyên đâm húc các tàu của các nước khác. Và gần đây thì Trung Quốc đã trở nên hung hăng và liên tục bắt nạt Việt Nam trên biển, đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò, và cũng như nhằm chủ trương để thỏa mãn cái cơn thèm khát nguyên liệu cho ngành kinh tế của họ với trên 1,4 tỷ dân thì họ cần rất nhiều dầu thô. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ngay lập tức, chúng tôi đã chia sẻ. Và đến ngày 1 tháng 9 tàu khảo sát Hải Dương 8 tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến khu vực gần bờ biển Việt Nam cách khoảng 83,7 hải lý, tức là 155 km. Và để sát lại thì các bạn có thể thấy và tự các bạn có thể tra cứu ở trên trang của Zhit China ASEAN News, thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trang tweet của cái tài khoản này thì sẽ biết rất rõ, hoặc là ngay trên trang của giáo sư Matheson của Đại học Hàng hải Hoa Kỳ thì ông cũng sẽ chia sẻ thường xuyên những cái đường đi và những cái hoạt động của những cái tàu hải cảnh và tàu thăm dò Hải Dương 8 cũng như những tàu khác của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn cũng có thể thấy cái việc bất lực như thế nào của Hải quân Việt Nam và của cảnh sát biển Việt Nam đối với những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc và tàu thăm dò Trung Quốc, bởi vì suốt 2 tháng qua họ hoạt động ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi tư chính, nhưng Việt Nam không thể xua đuổi và không thể yêu cầu họ ra khỏi vùng lãnh hải của mình, mặc dù là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên tục đưa ra những văn bản và những cái công hàm phản đối, nhưng Trung Quốc cũng dường như họ coi những cái nó không có giá trị pháp lý cho nên họ vẫn cứ làm. Đấy. Và Tổng thống Donald Trump cũng công bố mức thuế tiếp theo từ 25% đã lên 30% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
sẽ có hiệu lực vào bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, tức là chỉ sau 1 tháng nữa thôi, và tăng từ 10 cho đến 5 15% trên 300 tỷ US đô la hàng hóa nhập khẩu. Tiếp theo sẽ có hiệu lực tùy theo mặt hàng, và có nghĩa là gần như tất cả các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế nặng nề khi vào Mỹ. Và đương nhiên Trung Quốc cũng sẽ nâng thuế đáp trả để tiếp, và dầu mỏ cũng chắc chắn sẽ là một mặt hàng trong đó, bởi vì Trung Quốc hiện nay vẫn nhập rất nhiều dầu mỏ từ Mỹ. Và như các bạn đã biết thì Việt Nam có biên giới biển và nguồn tài nguyên rất lớn, đặc biệt là dầu mỏ ở tại Biển Đông thì lấy có một trữ lượng khổng lồ, và có những lúc và số tiền đem lại cho Việt Nam lên tới trên 20% tổng thu ngân sách nhà nước, thì điều đấy sẽ làm cho Trung Quốc hiện nay đang rất thèm muốn nguồn dầu mỏ khổng lồ này của Việt Nam. Và chính vì vậy họ đã liên tục có những cái hành động là đưa tàu vào thăm dò và để chuẩn bị khai thác dầu mỏ trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào thời gian tới. Và đương nhiên với trước những tình hình đó thì mặc dù báo chí trong nước dường như cấm không được đăng những cái hình ảnh, những cái thông tin chi tiết khi tàu Hải Dương 8 và những đoạn tàu hộ tống của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam suốt 2 tháng qua, nên có một số tướng lĩnh, ngay cả thời gian gần đây mà chúng ta có thể chứng kiến là ông Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã cuối cùng là phải lên tiếng là Trung Quốc xâm phạm ở bãi Tư Chính nghiêm trọng gấp 100.000 lần sự việc Hải Dương 981 năm 2014. Thì đây là cái thông tin mà các bạn có thể xem ngay lập tức trên trang của đài VTC News của trong nước đã đăng, và hình ảnh ông tướng Lê Văn Cương, ông đã phát biểu khá dài, khá thẳng thắn về những cái vấn đề mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và Việt Nam phải nên làm như thế nào đối với cả cái người đồng chí cũ của Việt Nam như thế này. Và đấy là điều mà Việt Nam cần phải cân nhắc trong thời gian tới. Và hình ảnh mà chúng ta cũng có thể thấy thêm về cái việc mà ngân sách của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí, dầu mỏ. Đó là theo ông Dũng, tức là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đấy, dầu thô là khoản thu đã từng chiếm tỷ trọng gần 1/5, tức là 20% tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy ông phát biểu ngay trước Quốc hội, và cái thông tin đó là rất là đúng. Và Việt Nam nếu để mất Biển Đông, mất bãi Tư Chính thì sẽ mất nguồn lợi, không những mất chủ quyền biển đảo mà mất cả cái ngân sách, nguồn thu ngân sách để có thể xây dựng đất nước ở Việt Nam trong thời gian tới. Và Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thẳng thừng thêm là nếu Trung Quốc không muốn giao dịch với chúng tôi nữa, điều đó cũng tốt đối với chúng tôi thôi. Thì đây là câu nói rất lấp lửng và cũng rất thẳng thắn của ông Tổng thống Mỹ. Nên cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc sẽ không thể chấm dứt khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tồn tại, vì Mỹ và các nước đã nhận ra rằng bộ mặt thật của Trung Quốc khi họ tìm cách phát triển bằng mọi giá, không đếm xỉa những các nước xung quanh, và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và đương nhiên là căng thẳng trên Biển Đông vì thế mà vẫn tiếp diễn trong thời gian tới. Và Việt Nam với lực lượng hải quân yếu và thiếu hơn hẳn Trung Quốc thì cần chuyển đổi sang một cái thể chế dân chủ và tự do hơn để có thể liên kết với Mỹ, với châu Âu để và các nước văn minh để chống lại chính sách bành trướng bá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh, để bảo vệ được cái chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy để lại những bình luận sau video này và chia sẻ video để cho nhiều người cùng biết, và cũng cho chúng tôi biết những cái mong muốn để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin nhanh nhất, trung thực nhất, trực tiếp nhất đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nhiều sức khỏe và may mắn. Xin hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn.